Tiêu Phong giận dữ quát, đã đi tới nơi này, ta làm sao có thể thua, mạng ta do ta không do trời. Vừa dứt lời, tất cả xương cốt của Tiêu Phong đều đang canh kết rung động, khi lãng cường đại từ trên Tiêu Phong cuồn cuộn mà ra, thạch thủ vốn kiên cố, bị man lực của Tiêu Phong chống đỡ vỡ nát tại chỗ. Mã Hưng Nghiệp vốn nắm chặt nắm đấm, chật vật lui một cái lảo đảo. Âu Dương ở trên gác chuông cười ha ha, giơ tay vỗ tay, đối với Tiêu Phong tràn ngập tán thưởng. Đây chính là trúc cơ hậu kỳ thuật, hắn làm sao có thể tránh thoát? Mã Hưng Nghiệp trong lòng hoảng hốt, lập tức cảm giác được xấu hổ bản thân là tu sĩ trúc cơ thất trọng lại bị một thiếu niên không có tu vi đẩy lảo đảo chớ nói chi là mình còn là lam phong tông thiếu tông chủ từ nhỏ đã tài trí hơn người mã hưng nghiệp ổn định thân hình trường kiếm trong tay chỉ về phía tư phong chân nguyên trong cơ thể không hề giữ lại từ trong thân thể tuôn ra hai bàn tay đá khổng lồ dâng lên bên cạnh mã hưng nghiệp một con khôi lỗi đá cao gần 10 mét từ dưới đất chui ra mã hưng nghiệp đứng ở đỉnh đầu thạch khôi lỗi cảm thụ được chân nguyên bị rút cạn trong cơ thể khi nhìn về phía tư phong trong mắt tràn đầy lửa giận pháp quyết trong tay tung bay pháp ấn chỉ vào tiêu phong quát to thạch tướng quân nghe lệnh chảm thạch khôi lỗi dưới chân mã hưng nghiệp hai tay giơ cao một thanh diều đá cán dài xuất hiện ở trong tay thạch khôi lỗi hướng tiêu phong vừa thoát khỏi thạch thủ hung hăng bổ tới tiêu phong vừa thoát khỏi thạch thủ giam cầm lần nữa đứng lên cơ bắp trên người vận động bất quy tắc tràn đầy khí huyết làm cho hắn cảm giác toàn thân mình tràn ngập khí lực dùng không hết nhìn cự phủ bổ số trước mặt tiêu phong giống giận dơ quyền nên đón hai cỗ lực lượng hung hăng đụng vào nhau trong lúc nhất thời làm cho mặt đất run rẩy trên lôi đài cát bụi cuồn cuộn không nhìn thấy tình huống trên lôi đài. Khi cát bụi tản đi, Tiêu Phong lặng lặng đứng ở nơi đó, 360 đại huyệt quanh thân đều đang thấm máu, cả người giống như vừa tắm máu. Mà trong sân cũng không nhìn thấy thạch khôi lỗi khổng lồ kia nữa, chỉ còn lại có một đống đá vụn cát vàng. Mã Hưng Nghiệp ngồi phịch xuống đất, trong ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phong tràn đầy sợ hãi. Người này rốt cuộc có lai lịch gì? Thạch khôi lỗi mình tế ra có thực lực kết đan kỳ, là át chủ bài mạnh nhất của mình, lại bị tiểu tử không hề có tu vi trước mắt một quyền đập nát, quái vật, hắn là quái vật trong ánh mắt sợ hãi của mã hưng nghiệp thân thể tiêu phong động đậy bước chân nặng nề như núi cao từng bước một đi về phía mình tiêu phong di động rất chậm tựa hồ mỗi một bước đều cần nỗ lực khí lực thật lớn nhưng ở trong mắt mã hưng nghiệp tiêu phong cả người đẫm máu càng giống ác quỷ từ trong địa ngục bò ra như đang tiến lên chuẩn bị thu hoạch tính mạng của mình ngươi đừng tới đây a mã hưng nghiệp điên cuồng thúc giục chân nguyên đã không còn lại bao nhiêu trong đan điền lung tung của trường kiếm trong tay vài đạo kiếm khí đâm trúng tiêu phong chỉ là làm cho thân hình tiêu phong hơi lắc lư trên người nhiều hơn mấy lỗ hổng nhưng không có ngăn cản tiêu phong tiếp tục đi về phía hắn tất cả mọi người ngừng thở nhìn tiêu phong trên lôi đài đối với thiếu niên này từ khinh thường ngay từ đầu đến kinh ngạc dần dần cuối cùng đến bây giờ là kính nể thân thể tiêu phong bắt đầu lắc lư bước chân cũng trở nên có chút lảo đảo trước mắt một mảnh mơ hồ chỉ dựa vào ý chí mạnh mẽ chống đỡ chính mình không ngã xuống mã hưng nghiệp đối diện đã thoát lực ngồi dưới đất khí lực giơ tay cũng không còn triệu hoán thạch khôi lỗi mạnh mẽ kết đan kỳ vốn là gánh nặng rất lớn đối với thân thể vừa rồi lại bởi vì hoảng loạn lung tung phóng kiếm khí với tiêu phong đã dùng hết tất cả chân khí của mình sau khi chân khí trong đan điền khô kiệt tu sĩ sẽ lâm vào trạng thái thoát lực cả người không thể động đậy cho nên chỉ cần tiêu phong đi tới trước mặt mã hưng nghiệp một quyền nện xuống như vậy vị ngoại môn đệ nhất thiên tài này sẽ bại ở trên tay tiêu phong tiêu phong rốt cục đi tới trước mặt mã hưng nghiệp chậm rãi giơ nắm đấm lên nắm đấm mềm mại lại mang theo tiếng gió hướng về phía mã hưng nghiệp đập tới chính mình không muốn thua a mã hưng nghiệp nhìn nắm đấm càng ngày càng gần ánh mắt hy vọng liếc về phía lầu trống đột nhiên một đạo không khí ba động tất cả ngoại môn đệ tử đều không có thấy rõ ràng từ trên lầu chống hướng tiêu phong cấp tốc bắn tới tiêu phong đã là nỏ mạnh hết đà thân thể đột nhiên quỷ dị bị đánh bay ra ngoài sau đó hoàn toàn lâm vào hôn mê bên ngoài vang lên một mảnh xôn xao tất cả mọi người không nghĩ tới chuyện này cư nhiên còn có đảo ngược biểu tình trên mặt mã hưng nghiệp cũng thả lỏng tê liệt ngã trên mặt đất thật sự không ủ phí chính mình ngày thường hiếu kính còn có mấy ngày hôm trước đặc biệt đi đưa một phần đại lễ mặc kệ quá trình như thế nào tóm lại là ta thắng lúc này thanh âm của tôn quản sự từ gác chuông truyền đến người thắng mã hưng nghiệp đạo không khí kia ba động tốc độ cực nhanh căn bản không phải đám đệ tử ngoại môn này có thể thấy rõ ràng quân chúng ăn dưa bên ngoài lôi đài chỉ nhìn thấy tiêu phong vốn nắm đấm sắp đánh tới mã hưng nghiệp thân thể đột nhiên ngã sang một bên sau đó không còn đứng lên nữa thắng bại đã phân tiêu phong tiếc bại đáng tiếc a thật đáng tiếc chỉ kém một chút là đã thắng rồi đúng vậy quả nhiên vẫn không thể vượt qua mã sư huynh trúc cơ thất trọng cảnh vị tiêu sư đệ này khẳng định có thực lực top 10, đáng tiếc ở chỗ này bại bởi mã sư huynh vận khí cũng quá kém đi có đôi khi vận khí cũng là một phần thực lực a à. ta liếc mắt một cái liền nhìn ra tiêu sư đệ này sau này tiền đồ bất khả hạn lượng a à. ngươi ngày hôm qua không phải còn nói hắn là con kiến hôi không biết tự lượng sức mình sao ta không có đừng nói bừa không phải ta tiếng nghị luận ồn ào của xung quanh vang lên có tiếc hận có thán phục có bội phục rõ ràng người thắng là mã hương nghiệp nhưng lực chú ý tất cả mọi người đều đặt trên người tiêu phong mà ở trên lầu trống âu dương nhìn tiêu phong hôn mê dưới đài mặt không chút thay đổi tôn quản sự cười rạng rỡ lấy ra một cái túi đi đến bên cạnh Âu Dương vừa cười vừa nói, Âu Dương sư huynh, thật sự là một hồi trận đấu đặc sắc à. Nhờ có ngươi, mới không có để cho người tài này đi mất, hai viên thượng phẩm linh thạch này coi như ta cảm ơn ngươi. Đạo không khí dao động vừa rồi, chính là tôn quản sự vận dụng thuật pháp phong hệ đánh chúng tiêu phong. Âu Dương nhìn tiêu phong dưới đài, cũng không quay đầu lại giơ tay lên. Bộp, một cái bà tai vang lên trên mặt tôn quản sự, Âu Dương kinh ngạc xoay người nói, ai nha, tôn quản sự, ta vừa rồi nhìn quá mê mẩn cho nên không phát hiện ngươi ở bên cạnh ta vẻ mặt tươi cười tôn quản sự bị âu dương này một ba trưởng phiến có chút mơ hồ thu hồi nụ cười ngữ khí nhẹ nhàng nói không có việc gì không có việc gì là ta quá đường đột nhưng ngữ khí đột nhiên trở nên bình thản tôn quản sự có chút châm chọc nhìn âu dương nói âu dương sư huynh cũng không cần tức giận mọi người đều có vị trí của mình ví dụ như vừa rồi lúc ta luyện khí kỳ cũng không đánh được kết đan kỳ a tôn quản sự ngầm châm chọc âu dương rõ ràng chỉ có luyện khí kỳ bất quá chỉ bởi vì là đệ tử nội môn mới có thể kiêu ngạo như vậy âu dương vẻ mặt chân thành nói tôn quản sự nói rất đúng Đại khái chính là bởi vì tôn quản sự tinh thông đạo này, cho nên hơn 300 tuổi vẫn chỉ lắc lư ở ngoại môn đi. Tiêu phong đột nhiên ngồi dậy, dâu dĩ hừ một tiếng, đáng giận A, vẫn là thua, ngay cả cái này cũng thắng không được, nhiều thù như vậy, ta nên báo như thế nào, ta không cam lòng, ta không cam lòng. Trên người tiêu phong mỗi một khối cơ bắp đều truyền đến đau nhức kịch liệt tê tâm liệt phế, lần nữa ngã xuống giường. Âu Dương kinh ngạc nhìn tiêu phong như là xác chết vùng dậy lại nằm xuống nói, nhanh như vậy đã tỉnh, thật đúng là ngoan cường A. Tiêu Phong nằm ở trên giường chịu đựng đau nhức cắn răng mở miệng hỏi, "Ngươi là ai?" Âu Dương vẻ mặt tự đắc mở miệng nói, "Ta tên là Âu Dương, ngươi chính là ta cứu trở về, thật đúng là liều mạng." Kinh mạch toàn đoạn, xương cốt toàn bộ nát bét, nếu không phải là ta, ngươi đều có thể không tỉnh lại được. Ân này, Tiêu Phong ta tất báo, thật ngại quá, ta muốn nghỉ ngơi. Mẹ nó, lúc Tiểu Bạch mới vừa lên núi, dáng vẻ cũng kiêu ngạo như vậy, giống như nhị ngũ bát vạn, như là toàn thế giới đều nợ hắn. Âu Dương cũng không quen với tính tình thối tha của những thiên chi kiêu tử này, tiểu bạch năm đó kiêu ngạo như vậy còn không phải bị mình gọt cho thành thật sao âu dương vén chân ra nắm lấy cổ tiêu phong nhấc hắn lên cười lạnh nhìn tiêu phong nói thanh toán tiền thuốc men một chút tổng cộng 10 khối linh thạch thượng phẩm tiêu phong mới vừa nhắm mắt lại đột nhiên bị một cỗ lực lượng kéo lên mở mắt liền thấy âu dương một bộ hung áp biểu tình đầu óc không kịp suy nghĩ mở miệng nói cái gì tiền thuốc men hoạt huyết đan thư cân đan nối xương kim sang dược những thứ này đem mạng ngươi kéo trở về ngươi cho rằng là từ trên trời rơi xuống tiêu phong ít hầu giật giật chính mình 5 năm, năm như một ngày khiêng thiết kim mục rèn luyện, căn bản không có đối với Thanh Vân Tông có cống hiến gì, tự nhiên mỗi tháng tông môn phái phát tài nguyên đều không có phần của mình. 10 khối tinh thạch thượng phẩm, chính mình ngay cả một khối hạ phẩm tinh thạch cũng lấy không ra. Số tiền này ta nợ trước, chờ ngay sau ta tất gấp trăm ngàn lần trả lại người Âu Dương châm chọc nói, đánh một tên phế vật trúc cơ kỳ, còn thiếu chút nữa đi gặp Diêm Vương, chỉ bằng ngươi sao? Tiêu Phong nhắm mắt lại, loại trò phúng này hắn mấy năm nay nghe không biết bao nhiêu, cho nên cũng không thể khiến cho tâm lý của hắn dao động nhìn thấy tiêu phong một bộ dáng như đã quá quen âu dương ngữ phong vừa chuyển mở miệng hỏi căn cốt bị đoạt cha mẹ bị giết huynh đệ phản bội vị hôn thê từ hôn sao bình thường loại rác rưởi như tiêu phong nhất định phải có một khởi đầu bi thảm cũng không biết tiêu phong thuộc loại nào tiêu phong nghe được âu dương nói đột nhiên mở to mắt quát khẽ ngươi rốt cuộc là ai âu dương nhìn tiêu phong phẫn nộ không khỏi tặc lưỡi người này không phải nhân vật chính nói ra chính mình cũng không tin bắp cũng dày như vậy rồi âu dương đem tiêu phong ném trở lại trên giường thản nhiên mở miệng nói ta là ai quan trọng sao quan trọng là năm năm ngươi mới đến nước này ngươi rốt cuộc khi nào mới có thể báo xong những thủ này tiêu phong bị vạch trần vết sẹo trong lòng hoàn toàn nghe không lọt lời của âu dương giống như sư tử phẫn nộ chửi ầm lên với âu dương cẩu tặc có bản lĩnh thì giết ta đi âu dương nhìn tiêu phong rõ ràng thần trí có chút không rõ nhất thời cười ra tiếng từ trong ngực móc ra một bình bạch ngọc đổ ra một viên đan dược âu dương giơ tay nhét đan dược vào miệng tiêu phong hoạt động cầm tiêu phong một chút để tiêu phong nuốt xuống tiêu phong vừa định mắng âu dương cho mình ăn cái gì đột nhiên cảm giác được bách hải chân tay vốn đau đớn bây giờ vô cùng ấm áp khi dòng nước ấm tàn đi tiêu phong kinh ngạc phát hiện thân thể của mình cư nhiên tốt hơn bảy tám thành có thể làm cho thân thể mình khôi phục nhanh như vậy chỉ sợ ít nhất là linh dược thất phẩm trở lên đan dược phân thành cửu phẩm luyện đan từ thấp nhất đẳng cửu phẩm bắt đầu hướng lên trên mỗi khi tăng lên một phẩm độ khó luyện chế cũng sẽ gia tăng bao nhiêu lần hướng lên trên để cho thân thể của mình nhanh chóng khôi phục như vậy ít nhất là lục thất phẩm cao cấp đan dược tiêu phong nhất thời không rõ âu dương trước mặt rốt cuộc là địch hay bạn nhưng đan dược ăn vào là hàng thật giá thật một hồi cứu mình một hồi lại trào phúng mình âu dương này rốt cuộc là thành phần gì muốn làm gì trong lúc nhất thời đem tiêu phong đều làm cho mơ hồ nhưng lập tức hắn liền nhận ra từ trên người âu dương truyền đến một cỗ chân khí mênh mông gần như muốn đem hắn ép thành mảnh nhỏ toàn bộ gian phòng trở nên sền sệt giống như rơi vào trong hỗn độn tiêu phong ngay cả hô hấp cũng cảm giác được không dùng được khí lực tiêu phong kinh hãi nhìn âu dương đang bình thản nói chỉ bằng ngươi bây giờ đời này cũng chỉ có thể tại trúc cơ kỳ đại sát tứ phương hắn rốt cuộc là ai vì sao khí tức trên người khủng bố như vậy, rõ ràng thoạt nhìn cùng tuổi tác của mình không kém bao nhiêu, hắn rốt cuộc là quái vật gì? Tiêu Phong kinh hãi nhìn Âu Dương trước mặt, ở trước mặt chân khí mênh mông như thế, chính hắn giống như một chiếc thuyền nhỏ trong biển rộng, đừng nói phản kháng, chỉ là chống đỡ ngồi ở chỗ này cũng đều đã dị thường gian nan. Âu Dương giống như ác ma nói nhỏ, đang nghĩ cách giải quyết chính mình không có đan điền, không thể tu luyện sao. Tiêu Phong hai mắt sáng ngời, nhìn Âu Dương vội vàng hỏi, ngươi có biện pháp giải quyết vấn đề thân thể của ta? Trước khi Tiêu Phong hôn mê, Âu Dương phát hiện Tiêu Phong mặc dù không có đan điền, nhưng thân thể vẫn không tự chủ được hấp thu nguyên khí thiên địa, cũng dùng để lớn mạnh bản thân. Những thiên chi kiêu tử này thật không biết là lớn lên như thế nào, coi như là đan điền bị hủy, căn cốt bị đào, cũng không ảnh hưởng hắn hấp thu thiên địa linh khí, thật sự là người so với người tức chết người. Chỉ là tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí vô cùng nhỏ bé, nếu như không phải Âu Dương tinh thông y thuật, cũng sẽ không phát hiện manh mối trong đó. Nhất thời một cái ý nghĩ lớn mật xuất hiện trong lòng Âu Dương, đem tên bướng bỉnh trước mắt này lừa mang lên núi a. Âu Dương nhìn Tiêu Phong trước mắt giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, mở miệng nói: "Ta đích xác có biện pháp, nhưng cái này cần ngươi trả giá rất lớn." Tiêu Phong kiên quyết nói: "Bất kể giá nào, chỉ cần có thể giải quyết phiền toái của thân thể ta, ta cái gì cũng nguyện ý làm." Âu Dương ho khan một tiếng mở miệng nói: "Vậy ngươi có nguyện làm khố của ta? Ặc, à, không phải, môn hạ đệ tử ký danh của ta." Tiêu Phong nghi hoặc nhìn Âu Dương nói: "Môn hạ của ngươi? Ngươi là ai?" Âu Dương thu hồi chân khí của mình, khoanh tay mà đứng, lạnh nhạt nói: "Tại hạ, Thanh Vân tông 12 phong." đại sư huynh tiểu sơn phong âu dương nghe âu dương nói tiêu phong không chút do dự được ta đáp ứng âu dương nghi hoặc nhìn về phía tiêu phong sảng sảng khoái như vậy sao tiêu phong lại thản nhiên cười nói nếu như ngươi sớm nói ngươi là thanh vân tông nội môn đệ tử ta đã sớm đồng ý trước hạng mười không được tiến ngoại môn ta căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến nội môn thanh vân tông đã có người tới cửa thu ta vậy ta vì sao không đáp ứng nhìn tiêu phong trước mắt thức thời như thế âu dương nhịn không được hỏi vậy ngươi cũng không sợ ta lừa ngươi tiêu phong cười ha ha sư huynh nơi này là địa phương nào ngoại môn thanh vân tông a ai dám ở chỗ này lấy danh hiệu thanh vân tông giả danh lừa bịp âu dương lại nhìn về phía tiêu phong nói ta không có tư cách thu ngươi làm đồ đệ đây hết thảy còn phải chờ sư phụ trở về mới có thể quyết định ngươi có thể trước tiên ở lại tiểu sơn phong chờ sư phụ trở về để cho lão quyết định có hay không thu ngươi làm đồ đệ tiêu phong gật đầu hướng về phía âu dương ôm quyền nói tiêu phong nhận có thẹn nhưng tiêu phong vẫn không rõ tại sao phải giúp ta như vậy dù sao trên thế giới này không có trợ giúp vô duyên vô cớ có chỉ là trao đổi lợi ích Ngươi coi như ta là nhất thời cao hứng, muốn xem ngươi có thể đi bao xa. Tiêu Phong cung kính hành lễ, nếu đã như vậy, Tiêu Phong liền cảm tạ sư huynh. Khi Tiêu Phong vừa dứt lời, trong đầu Âu Dương liền vang lên một tiếng nhắc nhở hệ thống kiểm tra đo lường được ký chủ cùng một vị thiên mệnh chi tử sinh ra ràng buộc nhân quả tiến độ nhiệm vụ hoàn thành 4 phần năm khen thưởng giá trị chân khí tăng một ngàn vạn lần này treo máy lợi tức tăng hai vạn. Âu Dương có chút kinh ngạc, a à, lần này treo máy thu được nhiều như vậy, nếu không phải hệ thống đột nhiên hét to chính mình đều nhanh quên mình còn có một cái hệ thống. Cảm giác tồn tại của hệ thống treo máy này thật sự là quá thấp, ngoại trừ mỗi lần tổng kết lợi tức treo máy, thời gian còn lại đều là giả chết. Hơn nữa thời gian treo máy dài ngắn còn không cố định, có lúc một ngày hai ba lần, có lúc 10 ngày nửa tháng còn không có một lần, mỗi lần treo máy lợi tức còn không giống nhau. Nhưng mình đã có hơn chín ức giá trị chân khí, lợi tức treo máy mình đã không còn quá chú ý, để cho Âu Dương tương đối chú ý, chính là nhắc nhở tiến độ nhiệm vụ kia. Nhìn hệ thống đột nhiên nhảy ra tiến độ nhiệm vụ, Âu Dương rốt cục thở dài một hơi, mất hết miệng lưỡi, rốt cục đã đem độ hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành 4 phần 5. Hệ thống phán định thiên mệnh chi tử dị thường hà khắc, coi như là hồ đồ đồ thân mang huyết mạch cửu vĩ thiên hồ, cũng không có kích hoạt nhiệm vụ tiến độ. Mà tiến độ ba cái trước, chính là ba cái nghịch tử trên núi kia cống hiến. Lãnh Thanh Tùng là chính mình từ nhỏ nuôi lớn, Trần Trường Sinh là chính mình tìm tới cửa. Bạch Phi Vũ là chính mình đi theo sư phụ đến thành trì nhân tộc Nhật trở về. Lại nói tiếp cũng là kỳ quái, thế giới này thiên mệnh chi tử nhiều như vậy sao? Nếu như không phải Tổ Uyên cùng Trần Trường Sinh có mối thù sinh tử, mình cũng đã chuẩn bị đi tới chỗ động hư tử đào chân tường a ma tộc thánh tử rất kiêu ngạo sao ba tên nghịch tử trên núi kia có ai là nhân vật dễ chọc đến tay mình còn không phải để mình tùy ý nắm bóp sao âu dương nhìn thanh tiến độ nhiệm vụ nhất thời có chút cảm thán cho dù là thanh vân tông một trong chín đại thánh địa người có thể xưng là thiên mệnh chi tử mình cũng chỉ gặp qua một mình tổ uyên dù sao ba nghịch tử trên núi có thể bái nhập thanh vân tông hoặc nhiều hoặc ít đều có quan hệ với mình cho nên có thể thấy được thiên mệnh chi tử cũng là có bao nhiêu khan hiếm danh ngạch cuối cùng này lại không biết nên đến ngày tháng năm nào mới có thể tìm được. Tiêu Phong nhìn Âu Dương đột nhiên xuất thần, cũng không dám lên tiếng, vị sư huynh này thật sự là quá kỳ quái. Cùng mình nói vài lời liền thất thần, nhưng một thân tu vi khủng bố kia, vẫn làm cho Tiêu Phong sinh lòng hướng tới. Nếu như mình có một ngày, cũng có thể đạt tới trình độ này của Âu Dương, vậy mình báo thủ khẳng định cũng đã hoàn thành đi. Âu Dương kết thúc ngây người, cười ái náy nói với Tiêu Phong, ngươi bây giờ là ký danh đệ tử của Tiểu Sơn Phong ta, ta đây muốn nói cho ngươi một chút một ít quy củ của Tiểu Sơn Phong. Âu Dương sắc mặt trịnh trọng nói: trừ ngươi ra trên tiểu sơn phong còn có ba sư huynh của ngươi một tiểu sư tỷ không lớn bằng ngươi nhớ kỹ ở tiểu sơn phong quy củ của ta chính là quy củ quan trọng nhất là cách xa ba cái nghịch tử kia một chút không cần cái gì cũng đều cùng với bọn họ học tiêu phong nhìn bộ dáng âu dương nghiến răng nghiến lợi nghe không hiểu ra sao nhưng vẫn mở miệng đáp ứng giao phó xong những việc cần chú ý âu dương liền chuẩn bị mang theo tiêu phong trở về tiểu sơn phong tiêu phong do dự một chút mở miệng nói sư huynh không biết có thể cho ta mượn vài thứ hay không Âu Dương nhìn Tiêu Phong còn chưa nhập môn, đã mở miệng mượn đầu mình, là có ý gì, còn chưa vào sơn môn đã bắt đầu mọc ngược xương rồi sao? Tiêu Phong vội vàng mở miệng nói, ta ở ngoại môn vài năm, kết giao qua một ít bằng hữu, cũng nhận qua ân huệ của bọn họ, xin sư huynh cho ta mượn một ít linh thạch, coi như lễ vật tiễn biệt khi ta rời đi. Nghe Tiêu Phong nói xong, Âu Dương mới yên lòng, lấy tính tình của Tiêu Phong, không muốn nợ người khác thứ gì. Tích thủy chi ân dũng tuyển tương báo, cho nên mới cầu xin mình mượn một ít linh thạch để báo đáp ân chiếu cố của đồng môn mấy năm nay. Âu Dương từ bên hông cởi xuống túi chữ vật, tìm kiếm một chút, từ chữ vật trong túi đổ ra một cái dương lớn nói, đây là 100 khối thượng phẩm linh thạch, ngươi cầm lấy dùng đi. Tiêu Phong mở cái dương ra, lập tức bị linh thạch bên trong dọa nhảy dựng, chính mình từ nhỏ đến lớn, đều chưa từng thấy qua nhiều thượng phẩm linh thạch như vậy, hơn nữa chất lượng tốt như vậy, cơ hồ đều có thể sánh ngang cực phẩm linh thạch. Tiêu Phong vội vàng khoát tay nói, không cần nhiều như vậy sư huynh, 10 khối là đủ rồi. Âu Dương lại không thèm để ý nói, cái này thì tính là cái gì, cùng lắm thì dùng xong ta mang ngươi đi thanh vân phong quảng trường đi đảo ở ngoại môn 5 năm đối với thanh vân tông tự nhiên thập phần hiểu rõ tiêu phong nuốt một ngụm nước miếng chính mình vừa rồi giống như từ trong miệng vị sư huynh này nghe được một ít chuyện khó lường tiêu phong chắp tay với âu dương kéo dương rời khỏi phòng dù sao sau này sẽ ở bên cạnh âu dương sau này có rất nhiều cơ hội báo đáp tiêu phong cũng không lo lắng mình không trả nổi những linh thạch này tiêu sư đệ ngươi phải đi rồi sao tiêu phong đối với thiếu niên ôm quyền nói triệu sư huynh những năm này đa tạ huynh chiếu cố Tiểu Sơn Phong sư huynh đã nguyện ý để cho ta tiến vào nội môn tu hành, những linh thạch này toàn bộ coi một chút tâm ý của ta. Thiếu niên cảm giác như là bị vũ nhục, hai mắt lập tức bao phủ lên một mảnh sương mù, lớn tiếng nói, ta đối với ngươi không phải bởi vì hy vọng ngươi có thể lấy ra những thứ này đến cho ta. Tiêu Phong nhẹ gật đầu nói, Triệu sư huynh, ta biết tình cảm giữa huynh đệ chúng ta, cho nên những thứ này chỉ là một chút tâm ý của ta. Tiêu Phong ta thề, về sau Triệu sư huynh gặp nạn, ta chắc chắn thể sống chết tương trợ. Thiếu niên tức giận hướng về phía Tiêu Phong phất tay nói, ngươi đi đi, ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi tiêu phong cười khổ một tiếng tự nhiên biết rõ tính tình vị sư huynh này bình thường cũng có chút như nữ hài tử yếu ớt tiêu phong nhìn thoáng qua thiếu niên trước mắt trầm giọng nói thanh sơn không đổi triệu sư huynh ta đi đây thiếu niên cứng đầu chờ tiêu phong đi xa nhìn thân ảnh tiêu phong dần dần đi xa nước mắt nhất thời từ trong hốc mắt chảy xuống thiếu niên nhìn cái dương trước mắt thanh âm trở nên thanh thúy dễ nghe như chim hoàng oanh thấp giọng nói tiêu ca ca huynh thật sự là đại bại hoại âu dương mang theo tiêu phong vừa đi tới chân núi một con hạc giấy màu trắng khổng lồ liền bay tới giọng trẻ con hồ đồ đồ thanh thúy từ trên hạc giấy truyền đến đại sư huynh đã trở về có mang quà về cho đồ đồ không âu dương vẻ mặt tươi cười nhìn hồ đồ đồ từ trên hạc giấy nhảy xuống giống như con chó nhỏ lục loại quà tặng trên người mình muội xem đây là cái gì âu dương giống như ảo thuật từ trong ống tay áo móc ra một cái hồ lô đường phèn a à, là hồ lô đường đã lâu rồi muội chưa ăn cám tạ đại sư huynh hồ đồ đồ vui mừng nhận lấy hồ lô đường băng vui vẻ hôn âu dương một cái đưa hồ lô đường xoay vòng đột nhiên hồ đồ đồ phát hiện tiêu phong đi theo sau âu dương hồ đồ đồ vốn vui vẻ đùa giỡn lập tức trốn đến bên người âu dương một bên cầm lấy quần áo của âu dương một bên thò đầu ra cảnh giác nhìn tiêu phong nói đại sư huynh đây là ai vậy âu dương cưng chiều sơ sơ đầu hồ đồ đồ cười nói đây là mầm non tốt ta tìm cho sư phụ xem như ký danh đệ tử của tiểu sơn phong âu dương nói xong quay đầu nhìn tiêu phong nói tiêu sư đệ đây là hồ đồ đồ cũng là đệ tử thứ năm của tiểu sơn phong ta tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng là sư tỷ của ngươi trình tự xưng hô cũng không dựa theo tuổi lớn để định nghĩa mà là tính theo thời gian vào cửa dù sao đối với đại tu sĩ ngàn tuổi đối với tuổi tác cũng đã không có khái niệm gì tiêu phong chắp tay khẽ khom người nói với hồ đồ đồ tiêu phong bái kiến tiểu sư tỷ hồ đồ đồ một tay cầm hồ lô đường vẻ mặt ngơ ngác nhìn tiêu phong hồ lô đường trong miệng cũng quên tiếp tục nhai tê lưu ta thành sư tỷ rồi hồ đồ đồ đem nước miếng chảy ra lau lau còn có chút không thể tin lần đầu gặp mình có nên tặng quà không hồ đồ đồ cũng quyết tìm kiếm trên người mình khoai lang ngày hôm qua ăn thừa dế sáng nay bắt hoa nhỏ mới hái còn có hồ lô đường vừa cắn một miếng trong tay hồ đô đô có chút không nỡ nhìn thoáng qua hồ lô đường trong tay mình giơ lên vẻ mặt sắp khóc hỏi sư đệ ngươi ăn tiêu phong nhìn hồ đồ miệng chu thành mặt bánh bao nước mắt lưng tròng dơ kẹo hồ lô của mình có chút giờ khóc giờ cười nói không cần sư tỷ ta không thích ăn ngọt không thích ăn ngọt vậy là tốt rồi hồ đô đô thở phào nhẹ nhõm ưỡn ngực nhỏ từ sau người âu dương đi ra dạo qua tiêu phong một vòng tựa hồ đang đánh giá sư đệ tiện nghi của mình mình đã trở thành sư tỷ rồi mình được cho là đại hài tử rồi. Hồ Đô đồ, đồ vung bàn tay nhỏ bé nói với Tiêu Phong, sư đệ, ngươi thò đầu qua đây. Tiêu Phong cũng là cúi người xuống, một đóa hoa trắng nhỏ được một bàn tay nhỏ bé cắm vào bên tay mình. Hồ Đô đồ, đồ nhẹ giọng nói, đóa hoa trắng nhỏ này là ta hôm nay gặp qua tiểu hoa xinh đẹp nhất, vốn là muốn tặng cho đại sư huynh, hiện tại cho ngươi. Tiêu Phong sờ sờ tiểu bạch hoa bên tay, trên mặt treo lên một nụ cười phát ra từ chân tâm, nhìn Hồ đồ trước mắt ngây thơ nói, đa tạ sư tỷ. Hồ Đô Đô vỗ vỗ tay, hạc giấy chậm rãi bay đến trước mặt ba người, Đô dư kẹo hồ lô hướng về phía Âu Dương hai người hô đi thôi. Hạc giấy chở ba người theo một trận gió mát bay lên đỉnh núi. Đợi đến đỉnh núi, Hạc giấy vừa mới hạ xuống ổn định, Đô liền khẩn cấp hướng trong viện hô to sư huynh sư huynh đại sư huynh mang theo một tiểu sư đệ trở về. Tiêu Phong Dương mắt nhìn quanh chỉ là liếc mắt một cái liền thích tiểu viện này gạch xanh ngói xanh một cây lớn cành lá xung xuê dựng ở trong viện dưới tàng cây trên một cái ghế nằm một vị bạch y thiếu niên cầm một quyển sách tre ở trên mặt ngủ một thiếu niên đang sửa mái nhà trên nóc nhà ở trong phòng bếp góc sân đang bốc lên khói bếp hoàn toàn không giống như là bộ dáng nên có của đại tông môn ngược lại càng giống như là cuộc sống điền viên yên tĩnh tốt đẹp điều này làm cho tiêu phong từ thế tục tới cảm thấy thân thiết bội phần bạch phi vũ nằm ở trên ghế dựa đem sách từ trên mặt lấy ra ngẩng đầu nhìn tiêu phong phất phất tay xem như chào hỏi lãnh thanh tùng trên nóc nhà thì tiếp tục gõ búa chỉ có trần trường sinh nghe được động tĩnh đeo tạp dề từ trong phòng bếp đi ra vẻ mặt ý cười nhìn về phía tiêu phong nhưng trong nháy mắt trần trường sinh liền ngây người tại chỗ khuôn mặt tiêu phong cùng với sự tồn tại vô thượng trong ký ức kiếp trước, chậm rãi trùng hợp với nhau. Nhân tộc ta không ngừng vươn lên, ai nói nhân tộc ta không có đại đế, nhân tộc Tiêu Phong ở đây, ai dám tiến lên chịu chết. Trần Trường Sinh trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, đại sư huynh mình lại mang về một vị đại nhân vật ghê gớm. Kiếp trước lấy sức một mình làm cho ma tộc dừng bước 10 năm, đại đế nhân tộc, Tiêu Phong, kiếp này cư nhiên là sư đệ của mình. Trần Trường Sinh còn chưa lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ, Hồ Đồ Đồ lại ngửi mũi tò mò hỏi, mùi gì khét vậy à? Trần Trường Sinh kinh sợ kêu một tiếng, xoay người trở lại phòng bếp cá của ta nhân tộc đại đế sao có thể trọng yếu bằng nồi cá của mình lúc ăn trưa âu dương kéo tiêu phong giới thiệu từng người một nhị sư huynh lãnh thanh tùng tam sư huynh trần trường sinh tứ sư huynh bạch phi vũ còn có tiểu sư tỷ hồ đồ đồ tiêu phong lần lượt theo quy củ hành lễ bộ dáng cẩn thận lãnh thanh tùng nhìn thoáng qua tiêu phong gật gật đầu sau đó liền cúi đầu ăn cơm bạch phi vũ nhìn tiêu phong một chút lắc đầu sư đệ này căn cốt quá kém khí huyết tuy rằng tràn đầy nhưng không có thiên phú tu luyện kiếm đạo mà hồ đồ đồ đang đối diện với một con cá khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hồ khổ chỉ có trần trường sinh nhìn chằm chằm tiêu phong không chớp mắt vị này kiếp trước là định hải thần châm của nhân tộc chính mình kiếp trước chỉ có thể xa xa nhìn thoáng qua không nghĩ tới bây giờ lại đang kinh sợ đối với chính mình hành lễ nhân sinh thật sự là kỳ diệu a à. âu dương nhìn bộ dáng của trần trường sinh nhất thời trong lòng trầm xuống trường sinh nhìn chằm chằm tiêu phong như vậy chẳng lẽ tiêu phong cũng có vấn đề gì là người sống lại trần trường sinh khẳng định biết lai lịch của tiêu phong cho nên âu dương để ý nhất là ánh mắt của trần trường sinh một vị sư đệ mới tới ở tiểu sơn phong chuyện này cũng không gây ra gợn sóng quá lớn mọi người vẫn nên làm gì làm gì khi trần trường sinh chuẩn bị trở về phòng mình tu luyện lại bị âu dương gọi lại trường sinh ngươi cùng tiêu sư đệ đến phòng ta một chuyến thân thể trần trường sinh hơi cứng đờ nội tâm có chút kích động tiêu đại đế này ở kiếp trước chính là thần tượng của mình a à? sau khi tiêu phong và trần trường sinh cùng đi theo âu dương vào phòng âu dương cau mày nhìn lướt qua hai người cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người trần trường sinh nói trường sinh tiêu sư đệ căn cốt bị đoạt đan điền bị hủy không thể tu luyện ta nghĩ ra một phương pháp có thể giúp hắn tu hành nhưng cần ngươi hỗ trợ trần trường sinh nhẹ gật đầu mở miệng nói có gì cần sư huynh cứ việc phân phó là được âu dương nghe được câu trả lời của trần trường sinh lập tức yên tâm nếu trần trường sinh đã đáp ứng vậy chứng tỏ thân phận của tiêu phong không thành vấn đề âu dương nở nụ cười nói nghe nói trường sinh ngươi đan thanh chỉnh không tệ trần trường sinh có chút không tình nguyện nhìn âu dương sư huynh ta không muốn vẽ cái loại vật dơ bẩn đó nữa ta có thể cho ngươi vẽ cái gì dơ bẩn chi vật Âu Dương đầu đầy hắc tuyến nhìn Trần Trường Sinh, không phải chỉ là để hắn vẽ mấy quyển giáo dục tập tranh sao, sao lại nhớ đến bây giờ. Âu Dương nghiêm mặt nói, ta có một kế hoạch, ta kể cho các ngươi nghe, các ngươi xem biện pháp có thể thực hiện được không. Tiêu sư đệ tuy rằng căn cốt bị đào, đan điền bị hủy, nhưng kỳ thật đối với tư chất bản thân hắn mà nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn, so với tu tiên, Tiêu sư đệ hoàn toàn có thể đi theo con đường thể tu. Tiêu Phong cười khổ mở miệng nói, đại sư huynh, ta không đi con đường thể tu, những con đường khác cũng muốn đi cũng không thông a. À. Chủ yếu là công pháp thể tu từ thượng cổ đã thất truyền rồi. Âu Dương đắc ý nói với hai người, phương pháp tu luyện thể tu theo như lời ta nói là tự ta nghĩ ra, coi như là không có công pháp. Trong sân còn ngồi sổng một thượng cổ kiếm tiên truyền thế, có công pháp gì là một kiếm tiên không biết, cùng lắm thì từ trong miệng hắn móc ra mấy bản tuyệt thế công pháp mà thôi. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Tư Phong cùng Trần Trường Sinh, Âu Dương có chút đắc ý nói, ta muốn mời Trường Sinh sư đệ lấy thân thể của Tư Phong sư đệ làm vải vẽ tranh, ở trên người Tư Phong sư đệ xăm mấy con thần thú đại biểu thuộc tính rồi ta đến giúp thần thú đệ vẽ ra mở ra linh trí để cho bọn chúng thay thế đan điền của tiêu phong sư đệ dùng để hấp thu nguyên khí thiên địa cung dưỡng lại tác dụng thân thể của tiêu phong sư đệ tiêu phong cùng trần trường sinh vẻ mặt khiếp sợ nghe âu dương dễ dàng phun ra từ khai mở linh trí sao lại có cảm giác đơn giản như rau cải trắng tiêu phong mới vừa nhập môn còn không biết tử vật muốn mở ra linh trí rốt cuộc khó tới trình độ nào nhưng trần trường sinh lại thập phần rõ ràng giống như để cho một tảng đá dưới tình huống không có gì đặc biệt để nó mọc ra một đôi chân bắt đầu chạy ly kỳ nhưng vì từng kiến thức qua âu dương đã từng làm loại chuyện này trần trường sinh cũng không phải khó có thể tiếp nhận như vậy nhưng trần trường sinh vẫn có chút nghi ngờ mở miệng nói sư huynh chúng ta đã từng thí nghiệm mở ra linh trí cho thần thú nhưng luôn đưa tới thiên phạt làm cho thần thú mới sinh ra đã bị cho bay trôn vùi hơn nữa còn mang theo chúng ta cũng chịu không ít đau khổ thật sự có thể thành công mở ra linh trí cho tử vật sao âu dương nhẹ nhàng gật đầu nói kỳ thật ta cũng không rõ lắm nhưng từ trưởng môn chế tạo ra hạc giấy còn có trước kia không cẩn thận làm ra thạch sư tử đã đúc kết được gợi ý lúc trước chúng ta vẽ ra thần thú mở ra linh trí thần thú không có thân thể tương ứng tự nhiên không cách nào vượt qua lôi kiếp nhưng hiện tại vẽ ra thần thú cùng tiêu sư đệ vốn là một thể như vậy thần thú có thân thể có phải là có thể thuận lợi vượt qua thiên kiếp hay không ý nghĩ của âu dương rất lớn mật nhưng cũng không phải là không có đạo lý nhưng nếu như muốn thực thi thật sự là quá nguy hiểm một khi đưa tới thiên kiếp hoặc là bình an vượt qua hoặc là thân tử đạo tiêu không có loại khả năng thứ ba đây chính là lấy mạng đi liều thật sự là rất nguy hiểm trần trường sinh mở miệng cự tuyệt nói không được tuy rằng trên lý thuyết không có vấn đề nhưng nếu như thất bại tiêu sư đệ sẽ thân tử đạo tiêu không có bất kỳ đường sống vãn hồi nào tiêu phong lại mở miệng nói ta muốn thử một chút từ một cái tuyệt thế thiên tài đến bây giờ là củi mục tiêu phong đã trải qua gặp quá nhiều bất công khi hắn mất đi đan điền liền cũng không còn cảm nhận được qua thiên địa nguyên khí tuy rằng thiên địa nguyên khí lúc rèn luyện thân thể hắn lúc sẽ tự động làm dịu thân thể của hắn nhưng hắn không có bất kỳ năng lực nào có thể cảm giác được hiện tại nghe được có cơ hội có thể một lần nữa cảm nhận được thiên địa nguyên khí Tiêu Phong coi như là chết cũng muốn thử một lần. Trần Trường Sinh lần nữa quả quyết cự tuyệt, ta không đồng ý. Trần Trường Sinh cũng không muốn nhân tộc đại đế tương lai không cẩn thận chết trong tay mình. Nhân tộc đại đế về sau dẫn dắt nhân tộc ra khỏi vực sâu tuyệt vọng, cứ như vậy dễ dàng chết non ở trong tay mình, Trần Trường Sinh coi như là vì tương lai nhân tộc cũng không có khả năng đáp ứng chuyện này. Tiêu Phong bục một tiếng quỳ trên mặt đất, nhìn Trần Trường Sinh thành khẩn nói, "Tam sư huynh, nam nhi dưới gối có hoàng kim, chỉ quy thiên địa phụ mẫu sư phụ, nhưng nếu như huynh nguyện ý đáp ứng chuyện này, vậy đối với Tiêu Phong mà nói, liền giống như ân tái tạo. Trần Trường Sinh nhìn Tiêu Phong quỳ gối trước mặt mình, nhân tộc đại đế tương lai cứ như vậy quỳ gối trước mặt mình cầu xin mình, Trần Trường Sinh cũng có chút không đành lòng. Âu Dương ở một bên không đáp lời, dù sao ý nghĩ này của Âu Dương thật sự là quá mức thiên mã hành không, không có bất kỳ chỗ tham khảo nào, hoàn toàn là lấy thân phận con trai thiên đạo của Tiêu Phong để đánh cược, cho nên hắn không thể kiên trì đưa Tiêu Phong đi chịu chết. Trong phòng an tĩnh lại, Trần Trường Sinh lại không hạ được quyết tâm. Đúng lúc này, cửa phòng Âu Dương đột nhiên bị đẩy ra, Bạch Phi Vũ đi đến, nhìn trong phòng ba người cười nói phương pháp thượng cổ thể tu ta ngược lại là có nghe nói qua ý nghĩ của đại sư huynh cũng không phải là không có phương hướng tham khảo trong nhà có một thượng cổ kiếm tiên truyền thế thật là tốt a à, cái này không phải là tới cửa đưa công pháp sao âu dương cũng bất chấp bạch phi vũ ở ngoài cửa nghe lén sự tình vội vàng bắt lấy bạch phi vũ nói tiểu bạch ngươi nghe nói qua thượng cổ thể tu công pháp à bạch phi vũ nhẹ gật đầu nói thời điểm ta ở phàm tục gặp qua một lão ăn mày hắn từng giảng giải qua với ta thời thượng cổ thể tu đại năng lấy tinh phách hung thú làm dụng cụ rèn luyện thân thể, cái này cùng cái vừa rồi đại sư huynh nghĩ ra không mưu mà hợp. Nghe Bạch Phi Vũ bịa chuyện, Âu Dương cũng không vạch trần, chỉ nhìn về phía Trần Trường Sinh nói, tam sư đệ, không bằng thử một lần. Trần Trường Sinh nhìn Bạch Phi Vũ một chút, đối phương gật gật đầu với hắn, rơi vào đường cùng mới mở miệng nói, không biết đại sư huynh muốn ta vẽ cái gì. Âu Dương không nghĩ ngợi liền trả lời, đương nhiên là phối hợp với thần thú ngũ hành, Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ, Thượng Chu Tước, Hạ Huyền Vũ, Kỳ Lân ở chính giữa. Oh my god! cái này là ngũ phương thần thú nguyên lai mà sau này khi tiêu phong trở thành đại đế nhân tộc dẫn dắt nhân tộc đối kháng hạo kiếp thiên địa bên người hội tụ ngũ phương thần thú dưới sự trợ giúp của ngũ phương thần thú tiêu phong mới có thể lần lượt chuyển bại thành thắng dẫn dắt nhân tộc lần lượt đi về phía thắng lợi từ đó ngũ phương đại đế tên tiêu phong lúc này mới là trấn hoàn vũ nhân tộc đại đế ngũ phương thần thú tương lai cư nhiên là chính mình vẽ ra trần trường sinh không khỏi mở to hai mắt ngơ ngác nhìn tiêu phong quỳ trên mặt đất đầu óc cũng quay không ngừng ngũ phương đại đế nhân tộc kiếp trước xa không thể với tới cư nhiên là xuất phát từ trong tay mình.